mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Bậc tiểu học được đánh giá là khó khăn hơn các bậc học khác khi thực hiện chương trình phổ thông mới. Việc sớm hoàn thành công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 mới giúp các trường chủ động hơn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đến hết tháng 6, các trường sẽ triển khai dạy thử một số bài học theo sách mới để giáo viên làm quen với cách thức, phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, nhiều trường thực hiện mô hình trường học mới trong thời gian qua cũng là một thuận lợi, bởi cả thầy và trò đều quen với cách dạy và học tích cực, chủ động. Chúng tôi được phòng giáo dục cũng như nhà trường hết sức quan tâm và tạo điều kiện để cho chúng tôi tham gia những cái lớp tập huấn để tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Chúng tôi cũng được nghiên cứu kỹ các bộ sách. Chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học được thiết kế thực hiện dạy học 2 buổi một ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết. Tình trạng thiếu phòng học xuống cấp cũng tạo những thách thức cho các nhà trường, đặc biệt là tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hảo. Bên cạnh đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020, toàn tỉnh có trên 5.100 giáo viên bậc tiểu học, thiếu 0,6 giáo viên một lớp, gây khó khăn cho các nhà trường trong việc sắp xếp bố trí nhân lực. Cái khó khăn lớn đối với trường tiểu học Hòa Phong, bởi vì thực ra là trường cái cơ sở vật chất là các phòng học là đang không đủ so với số lượng lớp quy định. Trước hết là ban giám hiệu nhà trường sẽ sắp xếp bố trí là các bạn lớp 1 có thể học được tối đa 7 buổi trên tuần và số tiết học vẫn phải đảm bảo cho các bạn ấy. Có khó khăn là về thiết bị, đồ dùng để học tập cái môn mới là cái môn trải nghiệm. Nhà trường có giáo viên lớp 1 thì đã tuổi đã hơi cao rồi. Bây giờ thay đổi thì nó cũng cả là một cái sự cố gắng lớn. Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình từng năm học, không triển khai đồng loạt. Dù vẫn còn những thách thức khó khăn, nhưng với sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh đã xác định vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng, dạy và học. Một vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây là đảm bảo an toàn cây xanh trong trường học. Thay vì tìm phương pháp chăm sóc, quản lý, nhiều trường học lại chọn biện pháp chặt bỏ cây xanh. Những ngày vừa qua, vụ việc cây xanh trường học gãy đổ liên tiếp xảy ra tại một số tỉnh thành trên cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk đã có học sinh thương vong. Lo lắng về vấn đề an toàn cây xanh, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần, nhiều trường học đã chặt bỏ cây xanh, đặc biệt là cây phượng vĩ. Có nhiều dư luận cho rằng cách làm này thể hiện sự thiếu trách nhiệm, cực đoan trong quản lý cây xanh trường học. Em nghĩ là tuổi học sinh của mỗi người thì đều gắn liền với cây phượng nhỉ? Thì bây giờ nếu mà cắt chặt cây phượng đi thì chẳng khác gì là chặt đi tuổi thơ, chặt đi cái tuổi học trò gắn liền với tuổi học trò của mỗi người. Chặt cây phượng đi thì tôi không đồng ý quan điểm, đây là quan điểm rất cực đoan. Trước khi chặt ta phải nghiên cứu là cái cây này nó có khả năng gãy đổ hay không. Cây xanh trong trường học không chỉ đơn thuần để tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan mà còn có ý nghĩa về tinh thần. Một số loài cây như phượng vĩ, bằng lăng là biểu tượng của tuổi học trò, báo hiệu mùa hè, mùa thi. Nhiều cây xanh có tuổi đời xấp xỉ ngôi trường là minh chứng cho truyền thống phát triển. Để có được một cây xanh, có thể mất hàng chục năm, nhưng để chặt bỏ thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ. Muốn biết cây mà bị bệnh hay không thì cứ quan sát cái lá, nó có màu lá khác. Thôi là sẽ phải có biện pháp để xử lý ngay. Nếu mà phát hiện ra những cái cành khô là sẽ phải gỡ những cành khô xuống. Và nếu mà phát hiện ra cây sự đục thân ấy, thì sẽ phải mời thợ đến để khai thác. Vì tránh tình trạng là có những cây ngoài tưởng là khỏe nhưng mà trong thì lại mắc bệnh, nhiễm bệnh. Tại Hưng Yên vẫn chưa xuất hiện tình trạng chặt bỏ, triệt hạ phượng vĩ trong nhà trường. Tuy nhiên thực tế công tác quản lý cây xanh tại nhiều trường học trên toàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Do kinh phí cắt tỉa cây xanh cao, những trường nhiều cây cổ thụ có thể lên tới vài chục triệu đồng nên hầu hết các trường 2 đến 3 năm mới tiến hành chặt tỉa một lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.